Gợi ý suy niệm lời Chúa. Chủ nhật thứ 31 thường niên, 5C. Lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 19, từ câu 1 đến câu 10. Chúa Giêsu gây ngỡ ngàng. Ngài không hành động như mọi người, luôn vượt biên giới của dư luận. Hôm nay, câu chuyện ông Gia-kêu là một hành động gây ngỡ ngàng của Chúa Giêsu. Ngài vào thành Jericho, một thành phố lớn thứ ba sau Jerusalem và Capernaum. Đám đông đang chen nhau theo Ngài. Trong đám đông đó, một người bị thấp bé, nhỏ con, thêm mập mà lùn, không thể thấy Ngài. Ông Gia-kêu, trưởng phòng thuế của thành phố. Ông ước mong xem thấy Chúa Giêsu như thế nào. Ước muốn mãnh liệt đến độ, ông dùng tất cả mọi phương tiện có thể để đạt ý muốn. Ông trèo lên một cây bên vệ đường và hy vọng sẽ thấy được Chúa Giêsu vì Ngài đang đi về hướng đó. Một ông trưởng phòng thuế của thành phố mà trèo trên một nhánh cây. Chuyện lạ, người ta sẽ cười ngạo ông, nhưng bất kể mọi người đang ngạc nhiên nhìn ông vẫn trèo, ngồi trên nhánh cây chờ đợi. Và ngạc nhiên biết bao, ông Giêsu đi đến gốc cây, dừng lại, ngước mắt lên nhìn ông Gia-kêu. Gia-kêu mãn nguyện vì ông đã nhìn thấy được người ông đang mong nhìn thấy. Nhưng lạ thay, ông Giêsu dừng lại, ngước mắt lên nhìn ông và bảo: "Anh Gia-kêu, xuống mau, hôm nay tôi phải đến ở lại nhà ông." Thánh Luca chỉ nói đơn sơ: "Ông Gia-kêu mừng rỡ đón rước người." Ai có thể diễn tả được niềm vui và niềm hãnh diện của ông Gia-kêu? Hành động của Chúa Giêsu gây ngỡ ngàng. Và nhiều người lẩm bẩm: "Ông ấy đến trú ngụ tại nhà một người tội lỗi. Tại sao Chúa Giêsu lại xin trọ tại nhà ông Gia-kêu?" Một mầu nhiệm. Nhưng chúng ta thấy rằng có lẽ Chúa Giêsu đã biết rõ tâm hồn ông ấy. Biết bao nhiêu người đã mong tìm Chúa Giêsu. Như vua Herode, ông đã từ lâu muốn gặp được người, bởi đã từng nghe nói về người, cũng mong được xem người làm một hai phép lạ. Chúa Giêsu hỏi toán quân đến bắt người: "Các ngươi tìm ai?" Họ đáp: "Tìm ông Giêsu Nazareth." Ông Gia-kêu cũng tìm Chúa. Chúng ta cũng tìm Chúa. Sự khác biệt như thế nào? Vào trọ nhà một người như ông Gia-kêu là một điều cấm kỵ đối với người Do Thái. Ông là một người thu thuế và là trưởng phòng thu thuế, tức là một người tội lỗi công khai, làm việc cho ngoại bang, liên hệ thường xuyên với người ngoại là Roma. Người thu thuế cũng là một tay bóc lột đồng bào mình, làm giàu trên xương máu của đồng bào. Vì họ có quyền thu thuế tùy theo ý muốn, miễn là nộp đủ số tiền đã ấn định cho người Roma. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu không đặt vấn đề gì cả. Đối với Ngài, Ngài đến để tìm và cứu vớt những gì đã hư mất. Ngài vượt ranh giới của những điều cấm kỵ. Hơn nữa, ông Gia-kêu là một đại gia. Chúa Giêsu có thể bị mang tiếng và lui tới với bọn nhà giàu. Ngài vẫn hiểu điều đó, nhưng đó không phải là một điều gì đáng ngại. Ông Gia-kêu đã không ngại bị người ta chê cười. Chúa Giêsu cũng không ngại dư luận. Hành động của Chúa Giêsu đã đáp lại sự mong mỏi của Gia-kêu. Chúng ta làm sao hiểu được niềm vui của Gia-kêu? Ông chỉ mong nhìn thấy Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng giờ đây Ngài là thượng khách của gia đình ông. Niềm vui của Gia-kêu là được đón tiếp người mà ông mong mỏi nhìn thấy. Niềm vui này sẽ được tiếp nối bằng một niềm vui sâu đậm hơn, sung mãn hơn khi ông chấp nhận từ bỏ tất cả để sống một nếp sống mới. Niềm vui đón tiếp sẽ trở thành niềm vui cứu độ. Trong bữa tiệc khoản đãi vị thượng khách, tại sao ông lại thưa với Ngài rằng là sẽ đền trả gấp 4 lần cho những người ông đã bóc lột và sẽ cho kẻ nghèo phân nửa gia tài của ông? Tại sao? Gia-kêu là một người giàu có, một đại gia, tiền bạc tràn trề, tiện nghi đầy đủ, đời sống nhàn hạ. Thế mà ông dám tuyên bố công khai: "Tôi sẽ từ bỏ tất cả." Đồng tiền nối liền khúc ruột. Thế mà trong một giây phút, ông đã dám quyết định buông bỏ mọi sự,
Một hành động can đảm như thế, không mấy người dám làm. Đứng trước quyết định của Gia Kiêu, chúng ta phải hổ thẹn thôi. Chúng ta vẫn chưa trả lời câu hỏi tại sao. Chúng ta nhớ câu chuyện của người đàn bà bị bệnh loạn huyết, đã lén lút chạm tới tua áo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói, Thầy biết có một năng lực từ nơi Thầy phát ra. Đây phải chăng là lúc Gia Kiêu đã chạm vào năng lực thần linh đó? Ông Giê-xu này không phải như những người ông đã quen biết. Trước mặt Chúa Giê-xu, Gia Kiêu cảm thấy như bị cuốn hút vào trong một miền đất cát. Nơi đó không còn tham lam bóc lột, tham nhũng, không còn hưởng thụ ích kỷ nữa. Chạm đến năng lực thần linh đó, ông cảm thấy hoàn toàn đổi mới. Từ lâu nay sống trong nhung lụa, ông vẫn không an tâm, vẫn khắc khoải nhưng vẫn thiếu một cái gì đó trong tận tâm hồn u tối tội lỗi của ông. Hôm nay, ông đã gặp được một luồng ánh sáng đưa ông vào một vũ trụ mới, tươi sáng và bình an. Phải, Gia Kiêu đã tìm được điều mà lâu nay ông vẫn khao khát mà không thể hiểu. Hôm nay, qua sự hiện diện của Chúa Giê-xu, ánh sáng lan tỏa chan hòa trong tâm hồn ông. Giờ phút ấy, không do dự, ông đã đi vào ánh sáng. Hôm nay, ơn cứu độ đã đến trong nhà này, bởi người này cũng là con cháu của Abraham. Hôm nay, chúng ta cũng được vinh dự như Gia Kiêu là đón tiếp Chúa Giê-xu và tâm hồn chúng ta. Vinh dự cho chúng ta biết bao. Chúng ta có biết hồng ân của Thiên Chúa không? Hãy để cho ánh sáng tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng ta, để chúng ta dám đứng lên đi trong ánh sáng. Chúng con là ánh sáng thế gian. Linh Mục Trầm Phúc.